Trung Kiên sẽ nói trước cộng đồng mạng là Trung Kiên sẽ ủng hộ đồng bào lũ lụt và hậu lũ lụt, tức là khi nước rút xuống đấy, mặc dù nhà Trung Kiên cũng bị lũ lụt đây nhưng nó bị nhẹ đấy, so với cả những nơi khác thì nó không thấm gì cả anh em ạ. Đấy, như bác thường nói là lá lành thì đùm lá rách, mà lá rách thì đùm lá rách hơn, thì em cũng là trong trường hợp ngập lụt đấy, nhưng mà em cảm thấy nó quá nhẹ thì em cũng là người làm trên mạng, em một chút tấm lòng em sẽ ủng hộ là đồng bào lũ lụt và hậu lũ lụt, là tối lòng nhiều là 6 chiếc xe này, 6 chiếc xe là 6 cái tiền lãi ấy. Ví dụ em mua 10 triệu em bán 15 triệu, hay em mua 20 triệu em bán 25 triệu, hay mua 90 triệu em bán 95 triệu, thì em sẽ bỏ cái 5 triệu ấy ra em ủng hộ đồng bào lũ lụt, hậu lũ lụt, thì là tổng 6 chiếc là 65 30 triệu. Nhưng ví dụ chiếc xe này, chiếc xe đầu tay của em đi mua hôm qua là đã giao thành công, mua thành công là được 5 triệu rồi, em sẽ ủng hộ. Và cái 5 triệu này là cả cái tiền em đi lại nhé. Ví dụ cả cái xe này em mua là 93 triệu, em bán là 98 triệu, đúng không? Thì em sẽ lấy cái 5 triệu đấy, là trong nó gồm cả cái tiền em đi lại đi Thái Nguyên xong đi về, rồi tiền ăn, tiền uống, tiền lái xe của em nữa, là tổng được 5 triệu em lấy hết số tiền đấy, em ủng hộ. Đấy thì tổng 6 xe. Thì nếu từ giờ đến hôm đấy mà ông anh của em mà ông điện cái chỗ đấy mà nước nó rút rồi, nó rút rồi mà nó cần đến ủng hộ là em sẽ đến luôn. Kể cả lúc ấy chỉ mua được 1 xe, 2 xe, 3 xe, em vẫn bỏ luôn, em sẽ trích trước ra 6 xe em ủng hộ. Còn 3 xe còn lại em sẽ nói sau, đúng không? Tức là vẫn phải ủng hộ 6 xe như lời mình nói. Đấy, chứ không phải là ông chỉ nói mồm thôi để cho mọi người mua xong mọi người ủng hộ, là không phải nhá. Em nhắc lại, em đính chính lại là em không kêu gọi từ thiện nhá. Em không kêu gọi từ thiện. Được chưa? Em đính chính lại, đây không phải em kêu gọi từ thiện, mà em sẽ lấy đúng số tiền bằng mồ hôi công sức em làm ra để em ủng hộ. Nó khác nhau hoàn toàn nhá. Đây để tránh trường hợp là kê sao rồi kê khai các kiểu. Đây là cái tâm mình thôi, của ít lòng nhiều, nó chỉ có 30 triệu thôi, không nhiều. Đấy, 30 triệu thì nó số tiền cũng không phải là nhiều, nhưng không phải ít, nhưng thôi nó là nếu mà so với những người ngoài kia, nhà ta còn khổ hơn nhiều, nhà mất cả trăm, có những người mất còn rất nhiều tỷ cơ anh em ạ. Đấy, nhưng mà tỷ hay là triệu nó chưa quan trọng bằng tính mạng con người. Có những người mất cả tính mạng con người. Anh em cứ lên mạng xem mà xem. Có những trường hợp mà đấy, nó thương tâm lắm. Nó nụt, nó sạt xuống, không biết tại sao mình chết. Đang trong nhà không biết tại sao mình chết luôn. Có những ảnh khi mà người ta lôi đất, lôi cát ra, mẹ vẫn còn đang bế con. Đấy, bà đang giữ cháu. Tôi chưa rất là thương tâm. Em không biết nói gì. Vì mình có nói nhiều nói đấy, chỉ thế thôi. Vì bản chất em nói nhiều rồi, nhưng mà em cũng chỉ ngắn gọn như thế. Thì thông qua video này thì em đính chính một điều thẳng thắn là như thế. Là em muốn ủng hộ, là hậu sau lũ lụt. Và em ủng hộ hay không thì anh em cứ theo dõi em nhá. Em sẽ có tất cả mọi thứ. Không phải em bia hay là em không khai đâu. Nói chung mọi người đừng để ý kỹ cái đấy. Theo em, những người anh hùng bàn phím trên mạng ấy, theo em này, mình làm được việc gì thì mình cứ làm, còn mình không làm được thì mình đừng nói gì. Theo em là quan điểm như thế. Đấy, nó không hay ra. Trung Kiên Moto chào tất cả anh em nhá. Chiếc xe Huy Huyền Phạm 100 hôm qua Trung Kiên mua ở Thái Nguyên đấy, mà chưa về nhà, đang trên đường về đã bán ở đây này. Chiếc này là chiếc xe ủng hộ đồng bào một chút nha anh em nhá. Em góp chút gọi là thành tâm vào một tí, là bằng cái lọc lá của em cho vào đây. Đây là nhà em cũng bị ngập lụt đây anh em này. Đấy, anh em nhìn đây nhá. Đấy, nhà em cũng bị ngập lụt đây này. Đấy, anh em nhìn nước chưa? Quay chỗ anh em kìa. Đấy, ngập lụt đây này. Đây anh em nhá. Đấy, nhà em cũng bị ngập lụt đây. Nó vào trong nhà, đây em đứng góc này. Đấy thì thông qua video tất cả chữ Trung Kiên cho anh. Cả 0,5 cái thứ đấy, được chưa? Đấy thì Trung Kiên hôm nay có vài lời chia sẻ cho anh em như này nhá. Là hôm nay cũng là ngày nước rút. Hôm nay ngày bao nhiêu xem nào? Chính thức cho nó thôi. Ai đang gọi đây? À, ồ đúng lúc bác Thọ gọi cho em. Đúng lúc bác Thọ gọi. Alo bác Thọ à? Ôi em đang livestream một xe của bác thì bác gọi cho em luôn. Bác chờ em một chút, em livestream xong rồi em sẽ gọi lại cho bác bằng video nhá. Rồi nhưng mà anh một thương lượng cái này cả anh. Đợi tí em gọi lại cho, em quay video xong rồi em gọi nhá. Rồi ok. Vào. Hôm nay là ngày 15 tháng 9. Đấy, chủ nhật ngày 15 tháng 9 nhá. Đấy. Trung Kiên Moto chào tất cả anh chị em đang theo dõi Trung Kiên trên kênh mua bán và phục dựng huyền thoại Win 100 nhá. Thì trải qua cũng phải một tuần lễ đấy. Một tuần lễ này cửa hàng em bị ngập. Bị ngập nhưng mà nó ngập ít thôi, nó chỉ ngập đến đây thôi anh em nhá. Ngập đến nửa đầu gối này thôi. Đấy thì nó chỉ là mình không làm việc nữa thôi, chứ còn không ảnh hưởng gì đến thiệt hại kinh tế gì cả. Nếu có thiệt hại là có, nhưng mà chút ít thôi, nó không đáng gì cả. Chắc giỏi lắm tầm khoảng gọi là chi phí linh tinh là tầm 10 triệu thôi. Đấy, chắc là nặng nhất cho cái container nó bị ngập thì mình làm lại cái sàn lanh quanh khoảng 10 củ. Nói chung là quá nhẹ anh em ạ. Vì sao? Vì với mình nè, tức là với mất tiền thì không phải là mình không tiếc, nhưng nó cũng vẫn là nhẹ.
Vì bây giờ đồng bào ở Yên Bái anh em lên TV anh mạng anh xem đấy, nó rất là thương tâm luôn đấy. Tức là mình muốn nói là thôi, con người là con của đấy. Bây giờ em cũng nói luôn là đính chính và tất cả mọi thứ luôn, là chiếc xe Win Huyền Thoại 100 này là hôm qua có mua ở hôm qua chiếc xe này là em mua ở Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên đấy. Tuy Thái Nguyên mình ngập nhưng mà ở chỗ đấy không mình ngập đâu. Thế em đến em mua được chiếc xe này thì em cũng công khai luôn giá mua giá bán trên thị trường. Thì chiếc xe này chưa về đến nhà, đang trên đường về thì một bác trai ở Nghệ An đã vừa điện cho em đấy, bác đã chốt rồi. Thì em cũng nói luôn một vấn đề này cũng hơi nhạy cảm, mà chỉ mong anh em hiểu là cái phương châm của Trung Kiên là cũng là có làm, gọi là làm ăn trên mạng, được cái duyên làm ăn trên mạng và được cái duyên mọi người ủng hộ em đấy, quý mến em ủng hộ em thì cứ chiếc xe nào về trộm vía là em cũng bán được luôn đấy. Chưa chưa chiếc nào quá 24 giờ cả, trước thì 3 phút, trước thì 5 phút, trước thì 1 giờ, trước thì 6 tiếng, trước thì 10 tiếng, cũng chưa trộm vía chứ chiếc nào quá 24 giờ thật. Thì chiếc này cũng đang trên đường về từ nhà khách về, nhà em là khách đã chốt rồi. Thì em vẫn thường lệ là em sẽ tặng bác cái vệ sinh chiếc xe này và em sẽ chở đến tận nhà bác ấy, và em lại mua lại chiếc xe của bác ấy đang đi trước cách đây tầm khoảng hơn tháng, à đâu không đến đâu, chắc tầm khoảng nửa tháng thôi. Hôm nay đúng mùng 1 là em có chở một chiếc xe Win từ Hà Nam lên tận Nghệ An, là nó giao cho bác Thọ, là bác mua nhà 3 4 chiếc rồi. Thì chiếc đấy nó có vài chục triệu thôi, thì bác này chiếc này nó tầm 100, thì bác muốn lên đời, bác muốn lên đời, bác bảo anh có 2 chiếc màu đen rồi thì bây giờ anh muốn đổi sang một chiếc màu đỏ này đúng mệnh của anh. Thì bây giờ là em sẽ chốt cho bác Thọ chiếc xe này và sẽ nhận lại chiếc xe màu đen trước của bác ấy đấy, và em lại trừ đi 20% nhé, em sẽ công ngay hết trên thị trường còn nó mạng về giá. Trước bác mua nhà em là 70 71 triệu ấy, là cả ship, thì em trừ đi 20% mua lại khoảng 5 6 triệu thì em sẽ cộng cà phê còn đến 5 triệu tiếp, là cả tính tiền đi lại em đã chỉ cộng 5 triệu. Và em sẽ lại ủng hộ người nghèo, ủng hộ người đồng bào lũ lụt, tuy nó của ít lòng nhiều, là 5 triệu nữa. Để tổng tổng em như em nói trên mạng là em sẽ ủng hộ mọi người là tổng 6 chiếc xe, tức là em sẽ bán 6 chiếc xe với giá trị giá một chiếc xe là em lãi 6 là lãi 5 triệu nha anh em, nghe rõ nhá. Là Trung Kiên sẽ nói trước cộng đồng mạng là Trung Kiên sẽ ủng hộ đồng bào lũ lụt và hậu lũ lụt, tức là khi nước rút xuống đấy, mặc dù nhà Trung Kiên cũng bị lũ lụt đây nhưng nó bị nhẹ đấy, so với cả những nơi khác thì nó không thấm gì cả anh em ạ. Đấy, như bác thường nói ấy, là lá lành thì đùm lá rách, mà lá rách thì đùm lá rách hơn. Thì em cũng là trong trường hợp ngập lụt đấy, nhưng mà em cảm thấy nó quá nhẹ thì em cũng là người làm trên mạng, em một chút tấm lòng em sẽ ủng hộ là đồng bào lũ lụt và hậu lũ lụt, là của ít lòng nhiều, là 6 chiếc xe này, 6 chiếc xe là 6 cái tiền lãi ấy. Ví dụ em mua 10 triệu em bán 15 triệu, hay em mua 20 triệu em bán 25 triệu, hay mua 90 triệu em bán 95 triệu, thì em sẽ bỏ cái 5 triệu ấy ra em ủng hộ đồng bào lũ lụt, hậu 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 lũ lụt, thì là tổng 6 chiếc là 65 30 triệu. Nhưng ví dụ chiếc xe này, chiếc xe đầu tay của em đi mua hôm qua là đã giao thành công, mua thành công là được 5 triệu rồi, em sẽ ủng hộ. Và cái 5 triệu này là cả cái tiền em đi lại nhé. Ví dụ cả cái xe này em mua là 93 triệu, em bán là 98 triệu, đúng không? Thì em sẽ lấy cái 5 triệu đấy, là trong nó gồm cả cái tiền em đi lại lên Thái Nguyên xong đi về, rồi tiền ăn thì đúng tiền lái xe của em nữa, là tổng được 5 triệu, em lấy hết số tiền đấy em ủng hộ. Đấy thì tổng 6 xe. Thì nếu từ giờ đến hôm đấy mà ông anh của em mà ông điện cái chỗ đấy mà nước nó rút rồi ấy, nó rút rồi mà lúc ấy cần đến ủng hộ là em sẽ đến luôn, kể cả lúc ấy chỉ mua được 1 xe 2 xe hay 3 xe em vẫn bỏ luôn, em sẽ trích trước ra 6 xe em ủng hộ, còn 3 xe còn lại em sẽ nói sau, đúng không? Tức là vẫn phải ủng hộ 6 xe như lời mình nói đấy, chứ không phải là ông chỉ nói mồm thôi để cho mọi người mua xong mọi người ủng hộ, là không phải nhá. Em nhắc lại, em đính chính lại là em không kêu gọi từ thiện nhá, em không kêu gọi từ thiện, được chưa? Em đính chính lại, đây không phải em kêu gọi từ thiện, mà em sẽ lấy đúng số tiền bằng mồ hôi công sức em làm ra để em ủng hộ, nó khác nhau hoàn toàn nhé. Đây để tránh trường hợp là kê sao rồi kê khai các kiểu, đây là cái tâm mình thôi, của ít lòng nhiều, nó chỉ có 30 triệu thôi, không nhiều đấy. Sau 30 triệu thì nó số tiền cũng không phải là nhiều nhưng không phải ít, nhưng thôi nó là nếu mà so với những người ngoài kia, nhà ta còn khổ hơn nhiều, nhà mất cả trăm, có những người mất còn rất nhiều tỷ cơ anh em ạ. Đấy, nhưng mà tỷ hay là triệu nó chưa quan trọng bằng tính mạng con người, có những người mất cả tính mạng con người. Anh em cứ lên mạng anh xem mà xem, có những trường hợp mà đấy nó thương tâm lắm, nó nụt nó sạt xuống không biết tại sao mình chết, đang trong nhà không biết tại sao mình chết luôn. Có những ảnh khi mà người ta lôi đất lôi cát ra, mẹ vẫn còn đang bế con đấy, bà đang giữ cháu, tôi chưa rất là thương tâm. Em không biết nói gì vì mình có nói nhiều nói đấy chỉ thế thôi, vì bản chất em nói nhiều rồi nhưng mà em cũng chỉ ngắn gọn như thế. Thì thông qua video này thì em đính chính một điều thẳng thắn là như thế, là em muốn ủng hộ là hậu sau lũ lụt,
và em ủng hộ hay không thì anh em cứ theo dõi em nhé. Em sẽ có tất cả mọi thứ, không phải em bia hay là em công khai đâu, nói chung mọi người đừng để ý kỹ cái đấy. Theo em, những cái người anh hùng bàn phím trên mạng ấy, theo em này, mình làm được việc gì thì mình cứ làm, còn mình không làm được thì mình đừng nói gì. Theo em là quan điểm như thế đấy, nó không hay ra đấy. Còn nếu mình mà cứ chê người ta thì mình phải xem mình đã làm với người ta chưa. Và thường những người chê là những người toàn bàn phím, em nói vui như thế. Còn đây là cửa hàng em, nó là buôn bán công khai đấy, thuận mua thì vừa bán đấy. Còn cũng sau cái hình ảnh thông tin này thì em nói qua về nghề của em, thì em là người chuyên bán và phục dựng huyền thoại Win 100, tức là nhà em vừa bán xe mộc vừa bán xe mới. Mà trên thị trường có rất nhiều người bán xe Win, cũng có người thì chuyên dọn mới, có người là chuyên dọn mộc, còn nhà em thì làm cả mộc cả mới. Thì em chỉ đính chính qua như này, thì làm trên mạng xã hội lúc nào cũng có hai mặt, mặt tốt và mặt xấu. Mình tìm hiểu được mặt tốt, mặt ok thì mình sẽ ok, còn mình tìm mặt xấu nó sẽ bị lừa lọc, nó sẽ lọ kia rất nhiều thứ. Còn tất nhiên là em rất mong mọi hiểu là trên cộng đồng mạng bán Win thì gần như là 100 người thì đến 99 người là đều tử tế cả, bán hàng ok cả. Chỉ 1% là cái nghề lạm thế thôi, nó sẽ 1% nhỏ, con sâu bỏ dầu nồi canh, là có lừa lọc lừa đảo. Nhưng quan điểm của em là nhà em cửa hàng tất cả công khai đây, từ địa chỉ, từ số điện thoại, từ tất cả mọi thứ đều công khai. Và đặc biệt nhất là em luôn luôn giao xe tận nhà anh em đi thử kiểm tra đúng em tả mới trả tiền, đúng không ạ? Mà khi anh đã kiểm tra rồi, anh em ok mới trả tiền rồi, thì em hỏi anh em nếu mà hậu sau cái cuộc giao xe đấy anh em đi mà xảy ra vấn đề gì em vẫn bảo hành cơ mà. Tức là an ninh em bảo hành chuẩn chỉ nhất, riêng về an ninh phải chọn đời cho anh em. Còn nếu anh em thích rút hồ sơ em hỗ trợ rút hồ sơ thì là em sẽ hết bảo hành vì vào tên anh em rồi. Còn nếu anh em không rút hồ sơ thì anh em lên biển để 4 số đi ấy, thì nó chưa tuyệt vời hơi, thì em sẽ bảo hành cho em chọn đời cái an ninh đấy, cứ sau này xảy ra cái gì em chịu trách nhiệm. Còn anh em rút hồ sơ em hỗ trợ rút hồ sơ, vì có những bộ sơ rút rất là lâu đấy, anh em phải nhớ như thế. Còn em là người bán xe chỉ đảo an ninh thôi đấy, vì có những chủ người ta lâu đời, người ta mất nhà đi nước ngoài ABC rất nhiều lý do đấy. Thì và cũng đính chính những cộng đồng mạng đây, là cái chiếc xe Win này là Trung Kiên là mua bao nhiêu Trung Kiên đã công khai rồi. Nhưng một số thành phần vào có nói là nhiều người nói ôi Trung Kiên mua chiếc xe này 19 triệu đấy, có trường hợp nói này mà thì lại bán đi 60 triệu. Thì em xin phép anh em này, em mua 19 triệu hay em mua 1.9 triệu hay em xin không là việc của em. Còn em bán ra 60 triệu, anh em đồng ý là anh em mua, đúng không ạ? Và anh em ưng thì anh em mua, đúng không ạ? Chứ còn nếu anh em đã không ưng thì anh em mua làm sao được. Cũng như hôm qua có bác trai, em bảo bác ơi chiếc xe này bác mua tầm 5-60 triệu nhưng nhà em con này gần 100 cơ thì nó quá tải rồi. Và ừ thế thì bác hẹn con khác. Nhưng bác rất là tiếc, bảo ủi anh rất muốn mua con đấy nhưng kinh tế anh chỉ có thế thôi, nên là anh cứ đợi con 5-60 thôi đấy, tức là tầm nào mà chưa tầm đấy. Còn nhà em dọn 26 triệu em dọn full mới lên, nó full mới tinh như chiếc xe này đây, như chiếc xe này đây. Đây, full mới tinh đây, là nó chỉ có 20 triệu nếu khách gửi xe để dọn. Bác này tận trong Gia Lai gửi cho em thì hết gặp rồi. Em sẽ cho nhân viên vệ sinh xong là em sáng mai 6:30 em sẽ gửi nhà xe Gia Lai chính nhà xe của anh luôn. Thì anh em hiểu đấy. Đây nó toàn lô nhiều lô đấy, lô này, chân chống lô này, đũa lô này, đấy ví dụ thế, vành hãnh lô này, tay nắm lô này, gồm lô rất nhiều đồ lô đấy, yên lô này, ví dụ thế. Thì anh em hiểu như này, em đứng ra đây thì bây giờ em công khai là đồ lô mà. Tại sao anh em cùng nghề với nhau, anh em cứ lên mạng anh em nói ra làm gì nhiều? Em công khai đồ lô rồi thì tại sao anh phải đi lên mạng nói ui Trung Kiên dọn 25-26 triệu toàn đồ lô, còn của tôi toàn đồ zin đây, của tôi toàn đồ zin đây? Sao anh em phải cảm cáo như thế làm gì? Vì tại sao khách hàng của em biết là toàn đồ lô, khách hàng vẫn mua? Vì thứ nhất là kinh tế khách hàng em chỉ có thế thôi, và khách hàng chấp nhận được cái đấy, đúng không ạ? Còn anh em bán đồ zin, anh em trước qua anh em làm lên mạng còn khoe là ui cái trần chống xịn nó đẹp chưa này, chứ không như trần chống lô của Trung Kiên. Em bảo anh em chứ thì em có nói thế chân chống của em là lô, em có nói là zin đâu. Anh ấy biết tại sao mà cách đây tầm khoảng 3 tháng ấy, em cũng hay lên mạng em có nhắc tên của một số người ra, nhưng đến bây giờ em nghĩ rồi, mình không muốn nhắc tên ai cả, mình chỉ nói qua để cho khách hàng của em ví dụ có xem cái video đấy của cái người đấy, khách hàng hiểu được. Ừ Trung Kiên nhà nó thẳng thắn mà, lô nói là lô, zin nói là zin mà, chứ không bao giờ mình mà Trung Kiên nói lô thành zin đâu, đúng không ạ? Còn kể cả chiếc xe nhá, Trung Kiên có bán mộc ra là 60 triệu đi, Trung Kiên 19 triệu đi chẳng hạn đi, bán 60 triệu. Còn ông anh nếu ông dọn chiếc xe mới tinh 60 triệu đi, nhưng không bao giờ lên so sánh nhá, đừng bao giờ so sánh xe mộc với xe zin. Vì sao? Vì có những người nhá, người ta bảo là với tao nhá, zin vẫn là chân quý, gì cũng được, cũ cũng được, nhưng tao thích zin. Thế thì anh em thật anh em, cái zin kiếm mới là cái khó, zin mộc mới là khó. Còn cái zin mới sơn lại thì nó quá dễ, vì em còn làm cả mới được mà qua 5-6 triệu. Thế có những người vẫn làm 70-80 triệu zin mới, nhưng mà 70-80 triệu với 26 triệu thì nó bao nhiêu? Nó chênh nhau 3 lần. Thế thì của em lô người ta zin là đúng rồi. Thế cho nên vẫn chốt lại câu chuyện này, giá trị đồng tiền anh bỏ ra bao nhiêu, anh em sẽ nhận được giá trị xe bao nhiêu, và tiền nào thì của ấy thôi.
Đấy, anh em lên trên mạng bớt tham sân si đi làm gì. Đấy, còn em ủng hộ cái đồng bào lũ lụt, cái số tiền nó không là to, nó chỉ có 30 triệu thôi, nhưng nó là cái tấm lòng của em. Xuất phát từ em lên là tiền, là tiền mồ hôi công sức của em làm được, em kiếm được, em ủng hộ. Chứ em không kêu gọi anh em ơi, số tài khoản em đây chuyển cho em đi để em ủng hộ, là không có. Không bao giờ em đi ủng hộ của đấy. Vì em chưa là cái gì của cái cuộc đời này. Đấy. Anh em nhớ câu là nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống nhiều người khổ hơn mình lắm. Đấy. Còn quan điểm của Trung Kiên là có thế nào mình nói như thế, mộc mạc chân chất. Còn tất cả những người đã và đang mua xe nhà em rồi, ví dụ em bán ra bìa đi tạm giờ cả nghìn xe rồi. Em thắt anh em cả nghìn, cả trăm cả nghìn xe rồi, thì chắc chắn là mình phải có phần trăm lỗi là việc đầu tiên. Đấy. Và chắc chắn phần thứ hai này là có người không thích em. Vì em bán cao so với cái chỗ kia chẳng hạn. Đấy. Thì tại sao anh em cũng nghĩ ngược lại đi, Trung Kiên bán con xe này 60 triệu là cao, thế tại sao anh em cũng nghĩ được đây do mình mua được rẻ thôi đi, đây là do mình mua được rẻ thôi chứ giá thị trường nó là như thế, tại sao mình nghĩ như thế đi, tại sao anh em cũng là người bán win, tại sao anh Trung Kiên mua 19 triệu bán được 60 triệu, mà tại sao mình có xe 19 triệu mình không bán được 60 triệu mà phải bán lại cho Trung Kiên 19 triệu, đúng không? Cuộc đời mà lúc nào có hai mặt anh em ạ. Đấy, em cố gắng cho anh em nghe bằng hai tai. Còn đến với Trung em nghe rõ này, em luôn bảo hành cho anh em, em luôn bảo hành anh em nhé, em bảo hành. Thế thì cái từ bảo hành nó sẽ đi song song với nhau là gì? Là ví dụ anh em có vấn đề gì lỗi điện cho em, đúng không? Em sẽ bảo hành. Mới bảo hành rồi thì em không muốn lỗi, đúng không ạ? Đã bảo hành rồi sao muốn lỗi được để bảo hành? Anh em sao hiểu những cái hậu trường của em được là gì? Em đã từng vừa giao con xe ở Thanh Hóa xong buổi chiều, em vừa giao con xe buổi chiều, thì lúc đi chán đi chê không sao, bình xăng nó thủng là chuyện bình thường, nó thủng là chuyện bình thường. Sáng sớm sau Trung Kiên phải phi một phát từ Hà Lam vào Thanh Hóa, chở con xe ra về làm lại bình xăng, xong lại giao cho khách. Thế chi phí Trung Kiên đi lại một con xe lãi là 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. Chi phí đi lại vào, trở ra, rồi làm nữa. Có lại, còn lãi không? Nếu còn, thì là còn lãi ít. Còn nếu hòa, thì hòa tiền. Chưa nói này đâm. Nhưng tại sao chúng phải vào đấy? Nếu là uy tín. Còn những anh em mua xe nhà em, hứng thì mua 100 triệu, 200 triệu. Xong chán mà kia nơi bán hộ anh. Em xin phép anh em này. Em chắc chắn anh em sẽ bán được. Em chắc chắn, và trong video này nhắc bác trai Ken Nam, bác đổi nha em, chiếc này chiếc thứ hai rồi, một xong lại hai rồi, em chiều bác hết, em có ghi có video quay lại hết. Em còn hỏi bác là ok chứ, bác ưng rồi, bắt tay hai bên ưng rồi. Nhưng bây giờ bác bảo Ken ơi, anh gọi là anh có việc riêng, mình nói tế nhị một chút cho nó khéo đấy. Em có việc, anh có việc riêng, anh cần tiền, bây giờ chú bán giúp anh. Em ok luôn, em vẫn bán hộ bác. Nhưng thứ nhất bác nghe rõ này, cái xe 25 triệu hay 10 triệu 5 triệu thì bán nó dễ lắm. Nhưng cái xe 100 triệu trở lên rồi bán rất là khó. Không phải là khó, là vì nó xấu, nó đều đâu. Đấy, mà đơn giản là cái tiền, một số tiền 100 triệu không phải lúc nào ai cũng bỏ ra để mua chiếc xe này. Hoặc ví dụ nó sẽ phần trăm như này, ví dụ có 50 người thì quay đầu là mua xe dưới 50 triệu. Có 25 người là số trong số 75 người là mua chiếc xe trên 50 triệu. Có còn 20 người còn lại mua chiếc xe từ 100 đến 150, còn 5 người chỉ mua từ 100 rưỡi đến 200. Đúng không? Anh em trả lên thì anh em hiểu xe trên trăm rồi, nó số lượng người ít đi, xong kết hợp với lũ lụt, đúng không? Thương tâm như này, cái thời gian đấy người ta chưa muốn mua xe vội, người ta muốn để khắc phục trước này, rồi đôi khi người ta bỏ tiền ra từ thiện. Có những người nhiều tiền bỏ ra cả vài tỷ, mình đã làm cái gì? Thế cho nên là những anh em này nhớ này này, thứ nhất là đừng dạy nhà giàu cách tiêu tiền, thứ hai là cũng đừng bao giờ lên mạng xã hội hơn thua với ai làm gì. Em nhắc lại một lần nữa là cuộc đời nó có ba việc nhá, có ba việc. Việc đầu tiên việc của ông trời, thứ hai việc của người, việc thứ ba việc của mình. Thế việc ông trời thì chắc chắn anh em nữa, em chắc chắn luôn, không ai nào tham gia được đâu. Đấy, anh em tham gia thì làm sao lũ lụt như này, làm sao sạt lở như này. Đấy, mẹ thiên nhiên đấy, đấy việc của ông trời. Còn việc của người là gì? Việc của người là việc của anh em đấy. Vì ông quay phim kìa, là ông quay thật tốt đi, đúng không? Ông quay phim. Đấy, việc của Trung Kiên là gì? Là việc của em, là việc của mình đấy. Thì Trung Kiên làm tốt đi, để giữ lại cái danh dự đây này, Trung Kiên mô tô này, xây dựng bao năm nay. Đấy, để anh em tin tưởng, đến chiếc xe nào về rồi chốt chiếc xe đấy, đúng không ạ? Đấy, còn tất nhiên em bán em được công khai, em giao xe tận nhà anh em. Chứ không phải em bán trên mạng xong bắt đầu anh em chuyển đủ tiền như bác trai Đà Nẵng đấy, ít người như thế lắm, ít người chuyển đủ tiền như bác trai Đà Nẵng đấy. Còn em nhắc lại lời của bác Cảnh Dương, bác là bên ủy ban thường vụ bên 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 Hải Dương, bác có nói câu này này: Kiên ơi, anh kết chú, anh mua chú trong một giây một lốt nhạc, đúng không? Một lốt nhạc, thế bị chú giao xe tận nhà anh kiểm tra, anh ưng rồi, rất ưng, đúng không? Thế thì chẳng dại gì, đúng không? Anh là người quan khoa học, chẳng dại gì một chức có quyền đàng hoàng, chẳng dại gì về nhà xe có xấu đi chăng nữa, Trung Kiên cũng anh cũng chẳng dại gì anh đi phốt Trung Kiên này, là nói Trung Kiên là mày lừa đảo hay là mày bán đắt cho tao. Vì sao? Vì mình là người nhá, được xem xe, được mua xe và được mang xe tận nhà đi thử mới trả tiền. Thế thì mình càng kêu ấy, mình càng kêu ca ấy, mình càng nói ấy, mình càng phốt ấy,
Thì cái điều đấy là tự cộng đồng mạng và mọi người đánh giá vào chính cái đầu mình này này. Em chỉ ở đây anh em tự suy nghĩ tại sao lại chỉ như thế. Vì mình là được xem xe, mình được kiểm tra xe, mình mới giao tiền cho người ta. Thế tại sao mình lại kêu? Thế này, chỉ vào đầu này, do ai? Cũng như câu chuyện một người A nào đấy làm một cái chức vụ rất to mà bị lừa đảo trên mạng ấy. Nếu người dân bình thường bị lừa thì không sao, nhưng tại sao mình làm một chức vụ như thế mà bị lừa? Thế chuyên môn ông ở đâu? Đúng không? Con người ông ở đâu? Tôi bán cho ông công khai cơ mà. Cũng như câu chuyện bị anh em ra ngoài kia anh mua một gói mì tôm, đúng không? Nó 2.500, nhưng mà có chỗ nó bán 2.000 thôi. Thế ông chê người bán đắt à? Thế do ông à? Tôi bán này do ông thích ông mua mà, thuận mua vừa bán hai bên vui vẻ bắt tay, đúng không? Đấy, thì cũng là chuyện của người đấy. Thì theo em những người cộng đồng mạng và những người cũng bán cùng nghề như em này này, chuyện của người là chuyện của em ấy. Các anh đừng tham gia của em làm gì. Các anh làm tốt việc của anh em đi là chuyện của anh em. Thật đấy, mình làm tốt việc của mình đi thì khách hàng mình tự đến với mình. Tại sao Trung Kiên lại chỉ về chưa về nhà đã bán, mua 19 bán hàng 60 nhỉ? Ô, tại sao lại thế nhỉ? Mua 19 triệu bán hàng 60 triệu, tại sao lại như thế? Nếu anh em bảo em lừa đảo à, em lừa cái gì ạ? Em công khai giá 60 triệu, em công khai giá 98 triệu mà mọi người mua mà. Anh em bớt tham sân si đi, bớt tham sân si đi, vui vẻ hoan hỉ, hỉ xả đi, làm tốt việc của mình đi. Đấy. Còn cũng cảm ơn một người em đã từng làm việc nhà Trung Kiên nhá, là góp sức lao động cho Trung Kiên, nhưng chỉ vì do em làm chưa tốt. Tại sao cả nhà anh có 10 người thì lại có 2 người bị anh đuổi? Phải nói từ là đuổi nhá. Lương anh giả đủ 10 ngày anh giữ lại em sai, anh còn gọi em thích em đến anh giả, nhưng em không dám lên đấy. Em quay ra em bốc lên mạng nói anh là ăn quỵt từ nương bọn em. Từ nương bọn em, anh nói em này này, cuộc đời anh ấy này, anh có nghèo có đói, anh có như thế nào thì chẳng nữa, không ăn quỵt đường công nhân. Đấy, anh biết tại sao? Vì bọn em làm từ sáng đến trưa thì đến tối, hết tháng bọn em mới được nhận lương. Thế bây giờ anh kể cả anh cũng vỡ lợ chẳng nữa, anh sẽ giả bọn em đầu viên. Vì bọn em là người làm từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, hết tháng mới lấy tiền mà, đúng không? Đấy, thật chia sẻ chân tình, cho nên anh em cố gắng làm sao suy nghĩ kỹ, đừng để gánh nghiệp. Còn nghề các cụ nói là nghiệp, nhưng mà nghiệp nó là cái gì thì nó tùy theo. Thế thôi. Còn em lại xin phép anh em cộng đồng mạng, những người đang nói em ấy, thôi nói từ nói xấu thì bảo là loại kia gọi là nói em ấy, thì em chỉ xin phép này này. Đến khách hàng của em là người mua xe nhà em, còn chưa nói em, chưa kêu ca, chưa bóc phốt em, cũng chưa nói đắt rẻ với em, đúng không? Thế tại sao anh em là cùng nghề với nhau, cùng nghề với em lại đi mượn khách hàng đấy, mượn xe khách hàng đi nói xấu em là gì? Đúng không ạ? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Đấy là câu hỏi cho anh em cộng đồng mạng tự tìm hiểu. Đấy. Còn em xin phép anh em này, thợ mới thợ mà nói xấu nhau ấy, thì anh em phải đánh giá là người thợ đấy như nào. Người ta đã nói xấu được mình thì chứng tỏ cái người chơi với mình người ta vẫn nói xấu được. Ví dụ em chơi với anh thân, anh nói xấu em thì chắc chắn anh sẽ đi nói xấu em với người khác được nữa. Hiểu ý anh nói không? Tức là cuộc đời nó là thế thôi. Em nói thế nói nữa thế thôi, em nghĩ là những người nào đủ thông minh đã hiểu. Đấy. Đúng không? Thế còn bây giờ em, còn anh chỉ nói câu này, em làm nhà anh, em làm đến 10 con xe thì 8 con xe lỗi. Đây, bác trai gã đầu bạc là đích thân là đến nhà em. Xin lỗi bác trai gã đầu bạc nếu nghe được video này nhé. Đến nhà em mua chiếc xe nhà em 26 triệu toàn đồ lô. Bác bắt tay em mầm mầm hai bên vui vẻ đi về. Bác về đến nhà không biết lỗi gì không biết. Thì bác ấy có chắc kêu cam cò thôi, vì được nguyên tắc đi nó phải độ dão. Thế ra người thợ thì bác biết rồi đấy, mua xe trên mạng nhiều người thợ ta tử thế không sao. Người không tử thế ta cứ bổ ra làm ạ. Thế bác bổ ra xong bác mới điện là kia nơi anh mua xe chú, anh về anh bổ ra làm lại. Bảo vâng. Thế nhưng mà sao lại bổ? Là anh đi từ nhà chú về nhà anh phải bổ ra rồi. Bảo vâng. Thế thì thôi chứ viết em phải xin phép bác là em nhận cái lỗi về em. Thì bác cho em xin ghi lý do. Thế bắt đầu bác cứ bảo ừ thì thấy nó kêu thế là cứ bổ ra. Thế bảo thế có nguyên nhân không mà bổ ra lại lắp vào. Thì bắt đầu anh em biết rồi, xe ít tiền mà thì đồ lô nó nhiều mà. Nhưng bác rất lịch sự. À, nói lịch sự thì bác cũng là lịch sự. Nhưng mà bác rất khéo bảo kia ơi, chú làm xe cho anh như thế là không được. Em bảo vâng, thế bây giờ không được thì em phải làm nào? Bác cứ kiểm tra xong, một là bác cũng gửi xe về cho em, mọi chi phí của bác em chịu hết, được chưa? Em nói rất vô tư, mọi chi phí em chịu hết này, mọi chi phí sửa em chịu hết. Hoặc bác bảo những anh phải đi làm mất công mất việc, thế thì một ngày công của bác bao tiền, bác cứ tính vào đấy, xong bác xuống đây chơi với em uống cà phê, em cho như vân làm em sẽ gửi đủ tiền cho bác. Nhưng mà thôi, không cần đâu, bây giờ chú gửi cho anh cái biên này, cái hơi này, cái đầu bò này, cái càng này, cái AKCG em gửi hết nhá, gửi hết cho. Gửi xong rồi bác cứ cho nhân viên đấy làm ngon lành rồi, bác đi được 6 tháng. Đùng ngắm nọ có một ông anh cùng nghề lên đấy, tự dưng rảnh rảnh nào ngồi quay video, ôi anh em ơi chú chào anh em nhé, Trung Kiên mô tô bán cái xe 26 triệu toàn đồ lô này.
Thế em bán em được công khai đồ lô cơ mà, em có giấu đâu mà anh phải đi, anh để phải đi hộ hộ em. Thế những người khách hàng không hiểu thì không sao, khách hàng hiểu rồi thì người ta lại coi thường anh. Thế em nói thế thôi. Đấy câu chuyện dừng. Còn câu chuyện nào, em nghe qua câu chuyện em có mua của anh em nào trên Sơn La con xe 19 triệu ấy, chắc về em phải vệ sinh, chán vệ sinh chê, vào một đống đồ đẹp, đồ zin mới bán được đến 60 triệu. Thế này em bán 60 triệu. Em đấy theo em là nếu em 19 triệu mà em bán được 60 triệu chắc em phải về vào rất nhiều đồ mới bán được 60 triệu. Thế thế nào mà lại có câu chuyện lên mạng mà Trung Kiên mua 19 bán 60 thì em bảo thôi được rồi, cũng được. Vì sao? Vì tại sao anh em trên mạng em vẫn hỏi đấy, anh ơi thế ví dụ em mua 10 triệu bán 60 được không ạ? Chú mua xin không phải chú. Còn 60 triệu anh hợp lý anh mua. Đấy khách hàng em trả lời như thế, đấy là khách hàng trả lời em. Đấy, bao phút rồi em? Hai à, thì cho 30 phút cho máu. Đấy, dự định của em trong đầu chỉ nói 5 phút 10 phút là cùng thôi. Thế mà đùng cái nhân ba luôn, đấy là tâm huyết mà con người em tự em nghĩ gì nói ra cái đấy thôi. Đấy thì một lần nữa thì em muốn gửi cái video này đến tất cả những anh chị em đã và đang tin tưởng Trúc Kiên, mà ví dụ có nghe là cái thông tin gì bên ngoài thì hãy nhớ nó là làm dâu trăm họ, mình có thể tránh khỏi được. Và quan trọng anh em cảm giác về Trung Kiên đã bán cho anh em thấy được chưa. Có những anh chị em một phần số có IT fan ấy, một số người trên mạng mà có người khen người chê, nếu cảm thấy chưa hài lòng với em thì anh em luôn nhớ một điều rằng đến với Trung Kiên là em không bắt buộc anh em phải đến với em, mà anh em đủ lòng tin anh em hãy đến với em, còn chưa đủ lòng tin anh em theo dõi thêm, đến với em sau chưa muộn, đúng không ạ? Đến với sau chưa muộn đấy. Còn em luôn bán em chỉ mong anh em hiểu này, nếu việc đầu tiên anh em kết bạn Zalo với em qua số Zalo của em là 0778 24498 hoặc 0358.444.888. Hotline mới cũng là Zalo mới của em là 035.47.567.89. Đấy. Thì thứ nhất là Zalo của em đăng lên được 3 phút. Nó, ví dụ như chiếc xe này là khi mình đăng lên ấy là mình làm cả một tiếng cơ. Nhưng mình đăng Zalo chỉ được có 3 phút thôi. Đấy. Sau đó mình đăng Zalo trước hình ảnh trước. Còn những cái video dài là mình sẽ lên YouTube sau. YouTube sau thì anh em sẽ xem. Nhưng có những bác xem chưa đầy 3 phút, hoặc trước khi vừa xem xong đã điện vào kia đấy anh chốt nhớ. Có những người xem 15 phút chốt bảo ơi có người chốt trước 3 phút rồi, em không kêu đâu, đấy là sự thật. Đấy, còn em bán em bảo rồi, anh em mới chốt đi. Vì anh em mua nhà em mua bằng niềm tin, mua bằng cái danh dự của em. Và đặc biệt em đáp lại là gì? Em đáp lại là em quay chi tiết từng tí một cho anh em. Anh em đúng không? Và em còn giao xe tận nhà anh em. Anh em đi thử, thậm chí có bác trai còn mang cả thợ check. Em vẫn nhớ cái vụ cùng tắc này này, cái cùng tắc nó đẹp như thế này, nó trắng à nó đỏ ngầu này. Thì bác bảo kia này chú đổi cái cùng tắc của anh à, cùng tắc của anh trước nó xấu hơn cơ mà. Úi dồi cuộc đời anh em nó ngược đời. Thế thì em đi đổi cái xấu đấy cái đẹp à? Đấy, nhưng mà thôi, em cũng ngầm hiểu bác này, ý bác là mộc phải để dạ bác mộc. Nhưng mà thôi, cái việc đấy thì bác cũng hiểu được rồi. Thế là do nó để 6 năm không đi, nó bẩn thỉu em cho nhân vệ sinh ủ dầu nó mới lên thôi. Đấy, nó mình cũng an hỉ. Đấy, còn cái bác lại điện cho em. Bác ơi chờ em 7 phút em điện này luôn nhá. 7 phút em điện này luôn. Em vẫn đang live stream dở. Gọi lại cho anh cả, anh có việc cả. Vâng vâng, 7 phút nữa là xong rồi nhá. Em live stream 30 phút. Vâng vâng. Đấy. Thì em chỉ mong anh em hiểu một điều nữa nhỉ. Thứ nhất là tiền nào thì của ấy, giá trị đồng tiền anh bỏ ra bao nhiêu, anh nhận được giá trị bao nhiêu. Còn đến với Trung Kiên là em làm cho được việc. Được việc. Chứ không phải cho xong việc. Được việc chứ không phải cho xong việc. Đấy. Và đính chính lại là 6 chiếc xe. Em bán lãi 5 triệu một chiếc này, cả gốc lên lãi. Cả tất cả lãi của em cả công đi lại là em sẽ lấy 6 chiếc nhân 15 triệu. Tức là 6 chiếc gần đây em sẽ cộng 5 triệu hết chứ không cộng 3 triệu 4 triệu nữa, em cộng đủ 5 triệu. Em sẽ ủng hộ. Và nhiều anh em có thể bảo là liệu chú có thật hay không, hay là chú mõm này chú nói thế để cho anh em đồng cảm thương cảm mua xe. Không có nhở, không có đâu. Lên mạng xã hội rất là nhạy cảm. Thà mình không nói, mình không cần phải làm, hoặc mình nói ít thôi, mình làm ít. Nhưng em là rất là khổ, em nói nhiều lắm, em phải làm nhiều. Thế còn anh em tin hay không thì trước khi anh em chưa biết em có làm hay không thì hãy theo dõi em. Còn không cần bác phải mua xe nhà em, mà em bán nên em bán cho những người cần mua, chứ em không cần các bác phải mua. Em cần những người đang cần mua thôi. Còn các bác đang ngồi xem cho vui cho hay thì ok, em cảm ơn. Còn nếu các bác mà nghe em mà cảm thấy nói nhiều mấy cả chối tai rồi mõm nó kia thì thôi, các bác ra ngoài kênh giúp em đỡ phải cho ra đảo mất công. Đấy, nó thẳng thắn như thế. Cuộc đời mình không hoan hỉ thôi. Đấy, được mà mất thì nó thật anh hai tay buông xuôi hết mà. Đấy, sau những cái trận lụt bão này em thật sự anh em nhiều người có rất nhiều tiền luôn. Rất nhiều tiền luôn. Thậm chí vàng miếc để tiền miếc nó trôi lơ xả đi. Nó chẳng biết ai tiêu. Đấy. Thế mình phải tự hào. Mình tự hào khi mình còn đứng được ở đây nói chuyện được với mọi người. Mình tự hào thế. Anh em cứ lên mạng hướng về Yên Bái này, anh em biết. Em xem những cái cảnh mà thực sự em đau lòng, không biết nói gì luôn. Đấy. Mình là đâu mình không khóc được đâu, nhưng có những xem nó khi nó rớm nước mắt một chút. Đấy thật như thế. Đấy, chia sẻ thật. Đấy, bao nhiêu phút rồi? 27, được, cố 2 phút nữa, 3 phút nữa để xem mấy thứ cần nói mà. Khi mình đang cần nói lên ấy, tự dưng nó bị quên hết trong đầu. Vì anh nói là nói theo cái cảm xúc.
Đấy, thì thôi, bây giờ thông qua video này thì một lần nữa em đính chính là bây giờ Trung Kiên sẽ chốt chiếc xe này cho bác Thọ ở Nghệ An, và Trung Kiên sẽ mua lại chiếc xe bác Thọ, và Trung Kiên lại công khai giá của bác Thọ đấy, cộng 5 triệu tiếp để bán, xong lại cộng vào cái số 30 triệu đây, chiếc xe thứ ba, chiếc này chiếc đầu tiên này. Và tối nay 5 giờ chiều nay của ngày Chủ nhật, Trung Kiên sẽ đi mua một chiếc xe Win biển đuôi là 0330, biển rất đẹp, mà xe là zin toàn tập luôn, zin toàn tập đấy, an ninh chuẩn chỉ, là biển 4 số đấy. Cho nên là nếu anh em nào mua chiếc xe đấy thì đợi em. Đặc biệt là bác trai Bắc Cạn nhé, anh trai ở thành phố Bắc Cạn này, Bắc Cạn thì đấy, hôm nay có điện cho em ở kia nơi anh cần mua một chiếc xe khoảng 150 triệu, thì chiếc này chưa đến giá đấy đâu. Nhưng nếu chiếc này, nếu như bác ấy đang cái cà phê nó loanh quanh tầm khoảng 120, nếu em nên xin vía được mà mua được tầm khoảng 101 hay 115 triệu được, thì em sẽ công khai cộng 5 triệu thì vẫn bán ra 120, 115 thôi. Còn nhiều anh em trên mạng nói em là đi mua xe gì mà kỳ kèo mà cả, thì anh em hiểu là em là người mua, em là người mua hàng, em được quyền mà cả, còn bán hay không là quyền của người bán hàng. Còn ví dụ bác bảo em 100 triệu, nhưng em lại qua câu chuyện là bác bảo em là 80 triệu, xong bác rút xuống 75 triệu, bác rút xuống 70 triệu, còn em trả có 57, 58 triệu thôi. Xong đùng một cái vợ bác ấy bảo 62 triệu đấy, cái vụ mà cái video đấy gần 1.000 view đấy. Thì anh phải bảo, em giả có 58 triệu thôi, còn bác đòi bao nhiêu việc của bác ấy. Nhưng khi bác gái bác ấy thấy em quá rắn rồi, bác bảo thôi 62 triệu để cho cháu, chốt để cho cháu. Đúng không? Nhiều anh em mà sao diễn sâu thế, thì em xin phép em, ừ cứ cho là diễn được. Thì cảm ơn anh em là khán giả. Còn anh em nên nhớ này, em ví dụ bác đòi 80 em sẽ bán ra 85. Nhưng bác đòi 70 em sẽ bán 75. Nhưng em mua được 57, 58 thì em bán ra 62 thôi, nhưng bác đòi 62 phải bán 67. Thế nên con video ông đăng lên phát gần 1 triệu view, 999.000 270. Đây gần 1 triệu người người theo dõi kênh đấy vào bình luận các kiểu vút lưu xua khác nhau, tức là các chiều đâm vào với nhau như này. Thế em vẫn hoan hỉ vì mình làm dâu cho mọi trên mạng không thể tránh khỏi được. Đấy thì một lần nữa tất cả anh chị em có nhu cầu mua xe phục dựng Win thì hãy theo dõi Trung Kiên của Trung Kiên. Đấy tất cả mọi thứ em đều công khai rõ ràng. Và anh em nếu xem video chưa có giá thì hãy xem video có giá, video nào có giá hết, nhưng là trên video full em nhé. Đấy và em bị lấy chiếc xe của bác trai ở Hà Giang đây, cho anh mượn. Đây nhá. Cửa hàng em đây anh em nhá. 29 phút rồi. Rồi, ngập lụt đây anh em nhá. Cũng ngập lụt nhưng thôi anh em này. Nhẹ thôi anh em, nó nhẹ. Đây có chiếc xe là của bác trai Hà Giang gửi cho em dọn đây này. Bác Hà Giang đấy nhá. Em xác nhận nhận cho bác trai Hà Giang rồi em sẽ làm video sau. Biển xin phép làm video này em dừng lại, em gọi cho bác Thọ ở Nghệ An á. Bác là mua chiếc xe này luôn, bác có gì nói với em thì em điện cho bác ấy. Còn anh chị em mua xe phụ dựng xe thì theo dõi em, ủng hộ em. Đấy, có vấn đề gì thì cứ alo cho em, lỗi gì cứ điện cho em nhá. Đây, cảm ơn anh chị em rất nhiều. Những gì em đã tâm huyết nói trên đây thì có điều gì thiếu sót anh em thông cảm cho em. Anh em muốn có gì góp ý với em sẽ lắng nghe. Đấy, cảm ơn tất cả anh chị em ạ. Ok.